tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm môi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng biệt riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia môi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lên. Này anh lính người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi. Xin chào lại tất cả quý anh chị các bạn đến với kênh của Audio Toàn Nguyễn ha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bạn mixer XTR 14 M14 XTR, à xin lỗi, M14 XTR. Đây, dòng mixer này nó có là hai chế độ effect độc lập. Đó, hai chế độ effect độc lập, chúng ta tùy chọn tùy chỉnh. Mỗi một đường của nó là tới 100 chế độ ha. Và chi tiết như thế nào thì mình mời cả nhà chúng ta hãy cùng đến với phần chi tiết của con mixer này ha. Ok. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với cái phần mặt trước của con mixer M14 XTR. Đấy. Đầu tiên ở đây là cộng dây, đây là cái cổng này cấp nguồn ha. Em nói thực tế cho mọi người dễ hiểu. Dây nguồn đó, dây cấp nguồn. Tiếp nữa là cái nút nguồn tắt mở nguồn ha. Tắt này, mở này. Đó. Và hai cổng này là hai cổng nút led right. Led right là ngõ out ra. Out ra, out thanh ra ha, bằng canon, và đây là out ra bằng 6 ly. Ở đây là ngõ ra của sub, của đường sub riêng đó. Và ở đây nó có cổng FX out nè, out send nè, đủ các kiểu để cho anh chị em cái là return rồi các kiểu này kia. Những dòng này thì những cái nút này thì chúng ta cũng ít sử dụng, tại vì cái con này nó đã đủ hiệu ứng rồi ha. Những anh em nào mà thích sử dụng FX rời hoặc vang số rời thì nhìn những cái nút này, những cái cổng này thì anh em sẽ hiểu nha. Đó. Rồi, tiếp nữa ở đây mọi người nhìn thấy ở đây nó có 12 cổng mic. Đây, 12 cổng canon và 12 cổng 6 ly nằm bên trong. Đó. Tất cả những nút này là cái nguồn mặt nguồn 48V. Anh em nhìn thấy cái nút chúng ta sử dụng 48V. Để cho chúng ta sử dụng khi mà chúng ta sử dụng mic sử dụng mic 48V đó, thì chúng ta mới dùng tới cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với cái mặt sau ha. Thành phần sau. Ở góc độ này thì anh em nhìn thấy nó thiết kế rất là đẹp ha. Làm bằng nhôm rất là chắc chắn, bằng kim loại. Tất cả là mặt kim loại hết, rất là chắc chắn luôn. Đó. Ở đây thì mọi người sẽ thấy những cái màn hình là hiển thị. Màn hình hiển thị này nó hiển thị là chúng ta sẽ sử dụng về chế độ Bluetooth hoặc là USB. Chúng ta tùy chỉnh trên những cái nút qua về này ha. Và tiếp đây là cổng input, là ngõ vào. Ngõ vào bằng, chúng ta có thể lấy âm thanh từ TV hay là từ laptop gì qua bằng đường này. Và ngõ ra bằng đường này ha. Đấy. Và trên đây là đèn tín hiệu của 12 micro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đèn này khi mà chúng ta có tín hiệu micro thì nó sẽ cắm ở đường mic nào nó sẽ nhảy đường mic đó lên rất là đẹp. Và tiếp theo nữa đây là hai kênh 14 compressor chia cho hai kênh, kênh A và kênh B, thay thế cho lọc xì ha, mọi người nhìn ha. Đây mọi người nhìn thấy đây nó có hai nút màu xanh. Hai nút màu xanh đây là kênh A và kênh B. Đây là hai đường effect độc lập. Đó, hai đường effect độc lập. Thì nó sẽ tùy chỉnh cho ở chế độ này. Anh em nhìn thấy nó hai kênh này. Đó, ví dụ như là anh chị các bạn muốn chọn một bên đây là chúng ta chọn chế độ reverb, bên đây là chọn chế độ delay thì chúng ta sẽ tùy chỉnh. Ví dụ như bên đây delay hoặc đây reverb, anh em muốn cái ví dụ như anh đã chọn cái kênh A là reverb. Anh muốn reverb nhiều thì anh đẩy cao, delay thấp thì anh để thấp, hoặc là anh ngược lại. Đó, đây là hai đường effect độc lập. Chúng ta tùy chỉnh nó rất đẹp luôn và âm thanh nó sẽ rất là ok. Để ở góc độ này ha. Và tuy nhiên nó đi dính liền với cái hai đường này thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó hai đường chỉnh nè, dành cho F1, F2. Đó, F1, F2 ha. Thì đợt 1 này 2 nè, 1 2 nè. Và đi kèm tất cả các đường đây. Ví dụ như anh chị các bạn xài hai đường mic đầu tiên thì ở đây nó là 1 2 nè. Đó.
mic 1 nè, mic 2 nè, đường mic đầu tiên đó, hoặc là hai mic cùng lúc thì chúng ta chỉnh giống nhau hết đó. Đây là những cái nút, hai cái mic này đó là mic out này, là cái đường là chúng ta có thể kết nối mic rồi, là chúng ta không sử dụng ha, tắt bỏ. Còn ở đây thì tất cả ở đây nó đều phải chỉnh như vậy hết. Rồi khi có góc độ chọn chế độ thì chúng ta có thể vừa alo vừa chọn, à, dù như là 97 anh chị lên 98 99 các kiểu này kia đó. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, mỗi bên là chỉnh chế độ. Thì khi chúng ta ấn xuống cái chúng ta alo, cái chế độ nào mình cảm ta cảm thấy vừa ý thì chúng ta nhập lại ha. Và khi ở đây chúng ta cần phải chọn một nè, ấn xuống hai, ấn xuống đó ha. Rồi ok, đây là chế độ FX, hai đường FX độc lập đó. Cách sử dụng nó là như vậy. Tiếp theo là anh chị nhìn thấy cái đường đỏ này, đây là đường ngõ sub ha, đường ngõ ra sub đó. Và đây là hai đường đỏ này là hai đường ngõ ra full, left right full đó, là main đó, là main, đây là sub đó. Thì anh chị nhìn thấy ở đây nó có để là LR này, main này, đây được sub này, FX1, FX2 này. Đấy. Thì thí dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây những cái đèn, trên này đó, những cái đèn màu sáng này chúng ta đang chọn đường ra main. Nếu anh chị các bạn muốn chọn ra cùng lúc cả hai âm thanh cho nó mạnh nữa thì chúng ta ấn đèn này xuống. Đấy, những cái đèn này xuống. Đó. Thí dụ như là cái đường nào chúng ta sử dụng ta ấn xuống thôi, thí dụ đường mic ta ấn xuống. Thí dụ nhạc cũng vậy. Nhạc mà chúng ta muốn ra đường sub luôn thì chúng ta ấn đèn xuống. Đó, nó là như vậy. À, rất là dễ sử dụng, nhìn nó đơn giản, nó dễ sử dụng hơn là con data còn rất là nhiều. Mấy cái này là cổng phone, cổng line. Rồi tiếp theo anh chị nhìn thấy đây là những cái cần fader, những cái cần fader bằng nhựa, rất là bằng nhựa ha. Đó, đây là cái đường âm lượng của mỗi một đường line. Đây là âm lượng lên xuống từ to nhỏ của mỗi một đường ha. Nhạc hay là micro đều như vậy hết. Nút ở dưới này là nút mute nha quý vị, nút này nút mute chúng ta không sử dụng ha. Đó. Và khi anh chị các bạn nhìn thấy trên 12 đường này nó đều giống nhau hết, thì nó đồng nghĩa với việc là khi anh chị các bạn sử dụng mỗi một đường mic thì chúng ta điều chỉnh giống nhau. Trước tiên là gain nè, gain đầu vào ha, gain đầu vào nè đó, là gain đầu vào là nghĩa là gì, có nghĩa là cái nguồn đầu vào á, lực âm thanh đầu vào của nó là dày hay là mạnh hay là như thế nào đó. Anh chị các bạn đừng lạm dụng cái gain này quá. Thí dụ như là chúng ta đã sử dụng cái fader lên mà nó chưa đủ to thì chúng ta mới tăng dần cái này lên thôi. Còn cái này thì chúng ta không nên lạm dụng nhiều, tại vì lực nó rất mạnh, có thể nó gây là đứt loa hay hú hí các kiểu này kia, hay dơ mic này kia các kiểu ha. Ở đây là cái EQ, à, sáng này là bass trung chép trung bass đó, low nè, mic này là trung nè, chép nè, hai là chép đó. Ok đó. Thì chúng ta tùy chỉnh tùy theo chất giọng của anh chị các bạn, giọng của chúng ta nếu mà chép nhiều quá thì nó giảm bớt chép, ví dụ nó là như vậy, đoạn dày chúng ta sẽ giảm bớt lại, hay là ít bass nó tăng bass hoặc là giảm bass theo chất giọng đó. Rồi khi anh chị các bạn mở Bluetooth thì nhạc chúng ta sẽ nằm ở đây ha. Nhạc chúng ta sẽ chỉnh bằng đường này, bass chép đường này đó, và chúng ta sẽ ấn nút này xuống hoặc là nhả ra. Ví dụ như là ở đây nó có để ký hiệu nè, 13 14 đó là nhả ra, M13 là ấn xuống, M13 là dùng cho Bluetooth, này là 13 14 là đường dùng cho dây ha, và nhạc kết nối bằng dây đó. Nó rất là đơn giản. Khi anh chị các bạn muốn sử dụng nhạc bằng đường dây, bằng đường này cũng được, hoặc là đường này cũng được, hoặc hai line 10 11 12 này cũng được. Chúng ta cân chỉnh hai đường này nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ tiếng nó sẽ đẹp hơn đó. Rất là đơn giản, rất dễ sử dụng, phải đúng không ạ? Và đây là cách kết nối Bluetooth. Anh chị các bạn chỉ cần chúng ta sẽ mở nút menu đó, menu lên thì chúng ta thấy nó cái chế độ chọn nó nằm ngay chỗ cái nốt nhạc. Vậy thì chúng ta sẽ cho nó qua, bấm qua nghe Bluetooth, và chúng ta cho nó chạy thì chúng ta ấn nút play thì nó sẽ hiện Bluetooth lên, và chúng ta sẽ dò Bluetooth nó để là FX13 thì nó là cái Bluetooth của con này đó. Ok ha, rất là dễ sử dụng và cũng rất là đơn giản luôn, cách sử dụng nó rất là tiện lợi luôn các chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần âm thanh ha, quý vị sẽ nghe em test về hiệu ứng của con mixer này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ test về chế độ reverb. Reverb của nó em đang chọn chế độ 99, chế độ 99 ha. Và chế độ tự nhiên khi nhà sản xuất đưa chúng ta là nó chế độ nó nằm 99 và 98. Thì em không chỉnh gì hết, em sẽ để nguyên như nó. 1 2 2 2 li 2 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 li 2 2. Đó, ok, đó là chế độ reverb. Reverb của nó rất là mịn luôn quý vị.
Và bây giờ sẽ đến chế độ delay echo ha. Ly 2 Ly 2 6 7 8 2 2 Đó. Nó có rất là nhiều chế độ, tới mỗi một kênh của nó tới 99 chế độ. Vì vậy mà chúng ta, thí dụ như là anh chị em muốn hát thì chúng ta có thể đưa đó echo lên, reverb lên. 2 6 Ly 1 2 3 Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương. Thí dụ nó là như vậy ha. Còn chế độ ở đây là equalizer. Đây, đây là bên hệ, đây là chép ha. Chép bên đây. 2, 6, 7, 8. Hai kênh, kênh 1, kênh 2. Đó, sáng. Thí dụ nữa đưa bass lên nè. 2, 6, 7, 8. Đó, rất là đẹp luôn. Âm thanh, chất âm rất là feel. Đó, vì vậy mà sử dụng con này chúng ta cảm thấy rất là dễ sử dụng và rất là dễ chỉnh luôn. Đó, lắc xì đụng phát là nó lên, đụng phát là lên ngay. Đó, thí dụ như là anh em đang đưa này lên, đèn hai bên, đèn tín hiệu lên rất là đẹp. Mic cũng vậy, đèn tín hiệu mic lên rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Bàn mixer này nó dành cho anh em, những anh em mà thích những cái bàn mixer lớn, đi sự kiện âm thanh sân khấu này kia các kiểu, karaoke gia đình thì nó quá good rồi, không cần phải nói nhiều ha. Rất là dễ chỉnh luôn cho anh em, những anh em nào mà cảm thấy nó set up nó phiền phức các kiểu này kia thì chúng ta nên sử dụng bàn mixer này, rất là tiện và rất đẹp luôn quý vị ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test âm thanh và phần test nhạc ha. Em sẽ test đoạn nhạc cho mọi người cùng nghe nha.